Xin chào tất cả mọi người, lại là CMIE Jimmy đây. Ta-da! Trong số livestream hôm trước thì chúng ta đã được gặp và nói chuyện với anh Cody Casper, anh Lucas, chị Vivi và Cương Anh. Vậy thì mọi người đã sẵn sàng nhân hai năng lượng để cùng chém gió với những khách mời đặc biệt trong tập livestream tiếp theo chưa ạ? Và đặc biệt trong tập livestream tiếp theo chắc chắn sẽ có chàng My đó nha. Và đồng hành cùng Trang My trong số livestream tiếp theo của Biết Xong Biết Điêu sẽ có Mai Chí Công và một nhân vật dẫn dắt chương trình vô cùng đặc biệt. Hãy đón xem khách mời đó là ai nha. Theo như My được biết thì buổi livestream này sẽ có phần dành cho các thí sinh chia sẻ những câu chuyện chưa từng được bật mí và những màn đấu game cực gắt, và giải thưởng lại dành cho các bạn xem live trị giá lên đến 500k nữa nha. Vậy thì mọi người đừng quên nắp lịch của buổi livestream này lại nha. Và lúc 20h30 ngày 27 tháng 11 tại các nền tảng YouTube, TikTok và fanpage của Viva Music và Biết Xong Biết Điêu nha. VPBank Neo, ngân hàng số toàn năng, lướt chung nhịp sống, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.